Thưa quý vị, hiện công tác điều tra thống kê du lịch còn bất cập và chưa có nguồn dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ để xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách phù hợp. Việc áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch được coi là giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá hoạch định chính sách thúc đẩy phát triển du lịch của Việt Nam. Theo Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hiện nay thống kê khách quốc tế theo số liệu của Tổng cục Thống kê thu thập và ban hành, thống kê khách nội địa do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố theo nguồn số liệu của các địa phương và kết quả điều tra khách của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê du lịch từ cơ sở lên trung ương còn chưa nghiêm túc, dẫn đến khó khăn trong công tác thống kê. Trước thực tế đó, vừa qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành kế hoạch dùng tài khoản vệ tinh du lịch và điều tra thông tin khách du lịch theo chương trình điều tra thống kê quốc gia đến năm 2030. Nhiều năm nay thì Tổng cục Du lịch trước đây cũng như Cục Du lịch bây giờ đã phát triển các hệ thống phần mềm báo cáo thống kê tự động hoàn toàn tổng hợp trên các nền tảng và đặc biệt từ năm 2023 để sử dụng trên các thiết bị mobile. Do vậy, các địa phương, doanh nghiệp có thể hoàn toàn có thể dùng hệ thống này và cập nhật ngay, tức thì. Việc thực hiện các thống kê du lịch một cách chuyên nghiệp, chính xác, rõ ràng về lượng khách lưu trú, chi tiêu tham quan sẽ giúp từng địa phương lên kế hoạch chính xác nhất để phục vụ khách vào những thời điểm khác nhau. Đến nay, Trung tâm Thông tin Du lịch đã xây dựng thành công 7 trong tổng số 10 bảng tài khoản vệ tinh du lịch theo khuyến nghị của Liên Hợp Quốc. Triển khai xây dựng được 7 trên 10 bảng hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch, thì trong đó trong cái 7 bảng mà đã xây dựng rồi thì có nội dung rất quan trọng và cần thiết, ý nghĩa đấy là xác định được cái đóng góp của ngành du lịch vào trong nền kinh tế. Thế thì còn lại 3 cái bảng cũng có ý nghĩa quan trọng đối với cả cái trong cái phương pháp tài khoản vệ tinh du lịch này, đấy là bảng 7, 8, 9 thì là về nội dung là lao động và việc làm trong ngành du lịch và tài sản cố định cũng như là đầu tư công cho du lịch. Trong công điện mới nhất về nâng cao hiệu quả các chỉ tiêu thống kê du lịch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các quy định về chế độ báo cáo thống kê của ngành văn hóa thể thao và du lịch, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch triển khai nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn, thực hiện công tác báo cáo thống kê trực tuyến định kỳ và đột xuất trên phần mềm báo cáo thống kê của Bộ.